Cười. À, rồi ok. Cái nào ok, chào nha. YouTube kìa. Ok, xin chào các bạn, các bạn đã quay trở lại channel Gaga cùng với chào mọi em quên mẹ lời thoại rồi. Kịch bản. Ok. Rồi, đạo diễn vào mỉm cười. Ok. Ai chụp chào đây. Thì em hít nhiều hơi quá, đau ngực rồi, để em hít lại. Ok, bây giờ nín thở. Mày chào không? Ok, để em chào. Hát sao chào. Má, tao đánh mày đó. Chào. Ok, em chào đây. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào đéo chào được nữa rồi. Giờ lại đéo chào được nữa rồi. Ok, nghiêm túc, nghiêm túc, vì công việc. Ok, vì công việc, nghĩ công việc nó sẽ chào được. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người, các bạn trở lại chân. Đéo bắn nổi rác đâu, tôi bây giờ chào bình thường thôi. Nói chào bình thường nhá. Nói chào bình thường đó. Ok, hello, và xin chào. Vì công việc. À, rồi chào nghiêm túc để con chạy ạ. Ok, hello và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Akira của mình. Và chào mừng mọi người đã đến với một video nữa về Mini World Blood Up. Ok, hôm nay mình sẽ chơi cùng với anh Siro tại một mang tên là Cơn Ác Mộng Đen Tối của bạn Jody Esa Starling. Có ID là 250-3324 thì chúng ta sẽ đến với lời chào của anh Siro. Ok, lại. Hello, xin chào các bạn, những người tôi đã quen, những người tôi sắp quen, những người không bao giờ quen đây, chào mừng mọi người. Chào mừng. Đây. Ok, điểm này chúng ta sẽ tiếp tục đến với một con map mới ở trong Mini World Block Art mang tên là Cơn Ác Mộng Đen Tối. Đen Tối hả? Của Julia Starling, hay gọi với cái tên đó là Lại Văn Sâm. Còn có cái tên ít nhiều hơn đó là Lại Văn Sâm. À, nhầm lỗi, Lê Thị Trụ Sâm. Thì con map này các bạn số ID là 2503324, đúng không? Đúng rồi, chính xác đấy. Các bạn nào vẫn không hình dung được cái ID thì mình sẽ để dưới phần mô tả và cái phần bình luận nhé. Ok, thì xin lỗi mọi người là cái phần chào hơi lâu. Ok, chúng ta sẽ chuẩn bị nhảy nhau. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nhảy nha các bạn. Okay. Mình cứ cầm gà cho chắc thôi. Mình chỉ lúc nào mình cầm gà chứ không để lấy tinh thần thôi. Đây, chúng ta sẽ nhảy với những cái chỗ này. Trước tiên là bám tường à? Chắc vậy rồi. Ui, 4 block. À đâu, xanh rớt rồi. Má. Trời ơi, ok thì cái đoạn chào thực chất là bọn mình ấy thôi. Thực chất là mình tính làm nhanh Siro cười một hai lần nhưng mà ai ngờ cuối cùng anh ấy làm mình cười, mình cười mãi cười. Trời. Thực ra là mình cố tình đoạn đầu mình cố tình làm anh cười ấy nhưng mà ai ngờ xong rồi mình cười theo, giết rồi hai thằng tự cười với nhau. Cười như hai thằng điên vậy, chào bác xong. Ok, cái gì anh? Từ từ để ta nhảy cẩn thận lại, mé téo hoài ta. À téo hoài à? Ok, chúng ta đến chỗ này có một... Hồi nãy cái lần đầu thì anh qua được hết rồi mà tự nhiên cái nó đứng máy cái rớt luôn. Đấy thì nói chung là do mấy lần trước anh Siro anh nhảy hay anh hay kêu đứng máy bởi vì là anh dùng tài khoản trên Steam. Nên là anh ấy đã bây giờ anh đã phải quay lại cái đích mộc nhãn thời xưa và anh ấy đang chơi phiên bản Free. Hay gọi phiên cảnh đó là chơi chùa đấy. Thì ok, trên này bên này nó có hai đường, đó là một đường Pro, một đường PE anh ạ. Khổ. Đường Pro này... đường Pro này bên dưới này có cái kệ đánh gian này. À, để biết ngay mà. Ơi, như có kệ đánh gian anh ơi, nhưng mà nhảy không qua. Ờ rồi đó. Thế là anh em ta được ăn gian cùng nhau đấy. Cùng nhau trên chuyến xe ăn gian hành trình này đấy. Ok đi. Rồi hay quá. Có được ăn gian nên chúng ta qua đây khá là nhanh. Bám tường qua đây thôi. Ôi khó vãi đái. Ôi. Gì đâu cũng rớt rồi kìa. Tao thấy mày thật là té. Mẹ. Mình vẫn đang hơi đau. Mình đang cười đợi một tí cho đỡ đau. Vì nếu mà cười thiệt em. Cười thiệt mà các bạn cười nhiều như thế các bạn sẽ bị đau ngực thật đấy. Ok. Đau bụng luôn á. Không, đau bụng là cái dạng còn đỡ anh ạ, còn cười nhiều nữa là nó sẽ bị đau đến ngực á. Nó bị đau ngực là nó hơi thốn á. Ok, cái map này như là bây giờ hiện tại từ nãy giờ thấy toàn bám tường với nhảy hai block nhở. Út lại rớt rồi. Cái đầu. Ok thì đây là con map thứ N mình chơi của bạn Lê Thị Thu Sâm rồi, hình như là map thứ 5 đúng.
54 gì đấy mình quên mất rồi. Và đây đối với Hùng là con ma thứ 3 Hùng đã từng chơi của bạn Lại Văn Sơn này. Bây giờ thì run tay mẹ này. Thôi lên anh, đừng từ bỏ, vợ chồng ta sẽ dắt nhau để chiến thắng. Đấy, mình em này nhảy đây này, qua đây qua đây. Qua đây xíu. Cẩn thận. Nhảy từ từ đó cho em không rớt được. Không rớt được nhảy từ từ đâu. Từ từ em yêu anh. Rồi. Nhảy cẩn thận nha, để chỗ này mà rớt cái bám tường xịt cái là anh rớt luôn đấy. À, anh không bám tường. Ok, chúng ta sẽ đi với nhau tiếp. Đây có đường nút bằng pro. Đi trước đó, tại vì em linh phong nhảy đi trước đó. Ok. Chúng ta sẽ đi đường pro nha các bạn. Thì liên thông thì luôn luôn là thằng bị lag rồi, nhưng mà do mạng của mình là xài mạng kiểu mẹ 7 triệu trên tháng nên là mình quyết định là mình sẽ để anh Siro làm phòng thủ phòng đấy các bạn, chứ không là mình là phòng anh Siro, anh ấy sắp mặt lờ luôn, bởi vì mình đã khuyên anh Siro rất nhiều lần là anh đập mẹ cái máy đi, anh mua máy mới nhảy không chịu. Anh vẫn tiếp tục dùng cái máy thời kỳ nguyên thủy cùng với thằng nhân vật nó cũng theo thời kỳ nguyên thủy luôn. Ôi cái chỗ này nhảy sao mày ơi, cô này chỉ anh cái chỗ này nhảy sao vậy? À dạ má, nhảy trước em bao nhiêu thế nào vậy? Anh nói chỗ này nhảy sao vậy? I will say đéo. Cố lên em. Ôi trời ơi. Chết mẹ là chỗ này là chỗ cuối cùng thì phải đúng không? Ok. Em nghĩ là với lời thật anh em sẽ đọc được. Đâu? Chỗ này á? À, cái này nó có một cái tay bắn nè. Nó bắn theo thứ tự thì mình sẽ lúc nào đợi cái này nó bắn ra mình đợi nhịp này. 1, 2, 3 này. Chúng ta sẽ nhảy xuống này đó, đi tiến tới này. Dễ mà. Đấy, đợi đúng nhịp, đúng rồi. Đúng rồi, cắm đầu ra. À, ra vậy. Đây, đoạn này khá mất tham. Siro Mộc Nhãn có sợ động vật nhiều chân không? Không. Ê ê ê, tôi là tôi không sợ động vật nhiều chân nha. Bậy, quá bậy luôn. Phải gọi là có ghét động vật nhiều chân không? À ghét à, không sợ à? Thế ví dụ như về con dết thì nó tượp anh một cái thì anh có sợ không? Nếu mà nó cắn vô thì không sợ. Chỉ là ghét thôi. À, tức là nhìn thấy nó mà có cái dép đấy thì vẫn táo cho bỏ mẹ được à? Ừ. Thế nhưng mà nếu mà nó hỏi sợ động vật nhiều chân, nó cho anh ghét nó chắc là có đúng không? Chắc là này bắn giết thiếu gì đấy, bởi vì lúc trước mình kia là mình ghét động vật nhiều chân. Chắc là có đúng không? Đây đéo có bao lô tàng hình rồi, đéo có bao lô tàng hình rồi, phải nhảy nha. Okay. Phải nhảy nha. Mở cửa nào. À đây đúng rồi này. Khùng Akira giống ai nhất? Dũng Senpai giống chồng của mẹ nó. Chồng của nó là bố em hả? nhiều người bảo mình giống Senpai các bạn ạ, nhưng mà thực chất là mình chính bản thân mình cũng thấy là chỉ hơi có cái nét thôi. Nên là mình nghĩ là câu này chắc bạn ấy không bảo là Dũng Senpai đâu mà chắc phải giống chồng của mẹ nó là bố mình đấy. Mình đoán thế thôi, tại vì thực ra thì chính bản thân mình tự mình đã nói các bạn rất nhiều lần là mình không giống Dũng Senpai rồi. À đúng rồi đấy. Biết ngay mà em muốn xem bài nào chỉ hơi à. Bạn này bạn đặt hết câu hỏi cho hết team mình là Hùng Akira, Siro với cả Timmy này. Timmy thực ra ba đứa mình không phải team nữa đâu, mà ba đứa mình nó quẩy với nhau nhiều nhất nên là thành ra dưng nó kiểu thành bộ đôi cặp kiểu bộ ba. Không phải bộ ba thăng loạn. Bộ ba thăng loạn. Sực ngày thăng loạn đêm khuya. Thế là Timmy NM có sở thích gì? Nó có sở thích đó là quay tay này, rồi chụp ảnh Ludia các kiểu này, rồi thêm cả một số thứ như kiểu là chơi bên SM nữa. Và nó không biết trang cua nhá. Thì bên này có bên bắt cua và giải mã. Chắc chắn đéo phải bắt cua rồi. Chắc chắn phải bắt cua rồi. Timmy nó bảo nó ghét bắt cua lắm. Nên chắc là giải mã rồi. Nói chung thì mấy câu hỏi này hỏi về người quen là khá là dễ thôi. Nhưng mà hình như anh ơi nhảy xịt đây là đéo lên được đâu anh ạ. Đây. Ui, may quá, qua rồi. Xin đâu qua chết rồi. Chỗ đấy không có gì xa à? Để đợi chết đuối. Mời. Rồi vãi thế thôi đợi đi. Bên này có một câu hỏi thế này anh ơi. Nếu 1 bằng 5, 2 bằng 3, 3 bằng 4, 4 bằng 5, vậy 5 bằng 5 bằng 4. 5 bằng 1, 5 bằng 1, 5 bằng 1. Ờ, nhưng mà ở đây có mỗi đáp án 5 với 1 thôi. Ở đây chắc là 1 đấy. Nhưng mà thực ra đúng ra phải 5 bằng 5 chứ. đúng 5 phải bằng 5. Chứ là bằng 5 chứ. Nhưng mà đúng cái câu này mình gặp rất nhiều các bạn ạ. Ví dụ như nó có một cái câu là 1 bằng 5, 2 bằng 10, 3 bằng 15, 4 bằng 20, 5 bằng bao nhiêu. Thì 5 chắc chắn là phải 5 phải bằng 1. Nhưng mà thực ra 5 bằng 5 cũng đúng mà các bạn. Đây là cái câu hỏi kiểu 5 với 50 đấy, mình nghĩ chắc là 1 thôi. Chị đâu à? Mình xịt nha anh. Không xịt đâu. Ok, chúng ta sẽ đi ô số 1 nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi ô số 1 đây. Chúng ta sẽ đi và em nghĩ là nên bám tường cho chắc. Ok, chỗ này 4 block này, cẩn thận nha. Ok, qua luôn. Dạ, rồi, hay quá, qua luôn. Đóng cửa lại để đề phòng tránh chúng ta rớt lần tới. Tìm đường nào? Tìm đường á? Nhưng mà bây giờ thử ngay 50-50 không? Bây giờ mà mình chết mình lại nhảy qua lại đúng không? Thôi. Em thấy mấy cái này trên này nó có xây mấy cái gì đây? Mấy cái này nhìn hơi lạ này. Ê, ở đây có cái khe này, ở đây có cái khe này. Ơ! Gì vậy? Thôi em nghe tiếng gì của bảo trương á. Nhảy đây bấm thử đi, nhảy đây bấm thử đi. Đâu bấm kiểu gì? Đâu chỗ nào? Nhảy lên bấm vào cái khe màu đen đó thấy không? Chỗ nào em thấy màu đen mà?
Đây nè, màu đen nè, màu đen này nè. À dừng chữ đổ, à, vãi. Bảo sao thấy chỗ này anh nhìn này. Anh nhìn chỗ này nhìn này. Anh nhìn lên cái hướng bên tay phải này, chỗ cửa lava này có nhiều có cái khe để mình bấm này đó. Nhưng mà đây đâu lấp bằng cát nè, nó lấp bằng cái đá gạch đây nè. Anh thấy không? Tông màu cát nè. Đây mới thấy được cái điểm khác biệt ở đây này này. Đấy, thì chắc là luôn trong mấy cái kẽ này nó sẽ có một cái dương. À ra vậy, vậy dương ở đó à. Được nút đúng không? Ờ hay quá, được lưu game này. Gì đây? Từ từ, vậy hai cái chỗ lava này nó thay được chi vậy? Em chưa biết đâu. Test thử. Đâu thử coi, thử coi. Anh thử qua bên này đi, bởi vì thường thì em sẽ chọn bên tay phải. Ơ, bên tay phải nhưng mà đi theo kiểu này thì phải bên này. Phong thủy hơn, em qua bên này. Ha ha. Tổ sư chữ ha ha. Ôi, không, ấy, nó có hai cái nút mày ơi, nó có cái nút kìa đúng không? Bên em có nút đúng không? Không. Ờ, có một cái nút bấm. Ờ, anh em mình bấm vô nút thử coi. Anh bấm thử đi, em thử đóng lại cửa nha, xem có hoạt được không. Bấm đi. Bấm rồi, bấm rồi, bấm rồi. Đéo được đâu. Không có đá điện đâu. Nó lắp được. Má. Rồi ok, bây giờ mình đi ra đâu đây? Ui. Trời ơi. Nếu có thể cứ tiếp đi tiếp. Má, một cái cửa. À một cái phòng ma bám tường rồi. Thì cái này là bám ôi, tường. Ôi, bám hai lốc đấy mày ơi, bám hai lốc không á? Ờ, bám tường rồi ok vậy nè. À cái kiểu này nhảy em nhảy khá là nhiều match trên livestream rồi anh ạ, nên là khá là quen. Thôi mà thiệt, do Siro thì thường phải đi làm các thứ nên là chỉ khi nào anh quay video các thứ thì anh mới thường hay nhảy, chứ ít khi anh luyện. Còn mình thì hay những cái lúc mình livestream các bạn thì mình rất hay nhảy các tổng hợp tất cả các map parkour, nên là mình nhảy thường là mình sẽ nhảy yếu hơn anh ấy. Chẳng qua đơn giản là mình không chuyên về parkour như anh ấy thôi, nên là mình thực ra tính ra là mình nhảy nhiều hơn anh á. Ờ nhảy nhiều, nói chung là nếu như mà chuyên thì không nói, nhưng mà người nào tập nhiều hơn thì cái tay ấy lên nhảy thôi. Nhiều nhưng mà em nhảy theo kiểu không phải nhảy để luyện tập skill như anh. Không nhảy ra để tập skill mà nhảy các map cho vui. Ôi em lên rồi này. Trời ơi. Phòng này dễ thế. Trời ơi. Mày lại chờ anh, mày lại chờ anh. Đó, ok em sẽ ngồi đây, em sẽ chờ Siro vậy. Đó, ok anh qua được chỗ khó nhất rồi đó. Chỗ khác thì nó khá là easy thôi. Miễn là đừng có xảy ra lỗi. Wow. Good. Good. Rồi ok Siro ba rồi. Good. Good. Mượt cứt cái rè, xịt liên hoàn. Ok, ở đây chúng ta có một đường đó là pro và dễ đây. Dễ là bám tường có 5 lock thôi, còn khó là chúng ta sẽ phải nhảy skill spider. Ok, thì kết quả skill này mình nhảy rất quen thuộc nên mình sẽ vượt qua được. Rất đơn giản thôi, nhưng mà mình rất vẽ. Cái đầu dây. À, anh nghĩ là chơi skill của anh nó tốt hả? Thực sự thì hiện tại là đang quay là cả hai thằng đều lắc, là cái việc mà lắc chuột để dùng skill spider thì rất là khó nha mọi người. Là bọn mình bắt buộc phải dùng cái skill mà khốn nạn mà hùng nó chế ra này. Ở đâu? Skill thằng Hùng thì không cần lắc chuột nhưng mà vẫn là nền tảng skill của anh cả. Thế được mà. Nhưng mà cũng khó, nó cũng chả khó, nó chả khác điếu về cái việc để kéo cả. Muốn nát phim đến rồi. Kể từ khi em quen được anh là có lẽ là cuộc đời em đã dấn thân vào một cái gì đấy nó quá là đen tối rồi anh ạ. Ơi! Rồi qua! Mà! Kể từ khi em quen được anh là coi như là những cái video parkour của em nó không còn được cái độ trong sáng ngày xưa của em nữa. Ngày xưa em parkour cực ngây thơ anh biết không? Những video parkour đầu của em ngây thơ đến mức em không biết leo tường hai block như nào. Nhưng mà kể từ khi em biết đến anh và từ đó là cuộc đời em thay đổi là ngoặt một phát 190 độ, không phải 80 độ rồi anh ạ. Ơi, anh hiểu không? Tổ sư. Ở trên này phải bám tường hả mày? Ừ. Chỗ đấy phải bám tường hả? Có. Sao anh thấy nhảy qua được? Ờ nhưng mà thế thì phải bứt đá hơi căng đó. Anh bám tường nó sẽ dễ hơn. Đúng rồi, bám tường đi. Anh nhảy tới à? Máy ờ tao đấy mà. Chỗ này như nào? À chỗ này có block tàng hình nè. Đúng rồi, mấy chỗ này nó hay xây hay có block tàng hình á. Thế là cuối cùng là mình cũng đéo sử dụng được skill leo tường để qua. À mình vẫn vô giường rồi. Thế là mình vẫn đéo sử dụng skill leo tường để qua mà mình vẫn phải chơi theo kiểu ăn gian nhảy tường chéo. Đấy các bạn thấy không? Siro luôn có một cái tài năng đặc biệt đó là bấm tường auto xịt. Tỷ lệ xịt lên đến 90% như các bạn đã thấy là lần điếu nào ông ấy cứ cái kiểu bấm tường để win thì ông ta xịt đây. Rồi lần này tới đã. Ok, sự phản chiếu chết là đi lại. Ở bên này không có nút à? Ta bị lỗi tiếng này anh ơi. Nó lỗi tiếng của anh. Lỗi tiếng gì? Lỗi tiếng của anh, lỗi tiếng ăn. À rồi hết rồi. Ô mình click rồi nè. À sự phản chiếu á. À phản chiếu block bên kia thế. Nhưng mà mình có thể click để mình biết được block đấy nè. Khá dễ thôi. Mà nó không cho mình giữ ship không ơi. Khó là đó. Cái block này không đi được. Cái block này anh phải nhảy thôi. Nhảy qua đi. Sao cả có toàn 3 block thôi mà. À phản chiếu à. Ra vậy. Ra vậy. Ok. Chúng ta... Chỗ đấy là phải bám tường. Này đi đâu nữa? Bám tường 2 block. Gì? Nhảy nhẹ nhẹ thôi, bám tường 2 block, nhảy nhẹ nhẹ thôi anh. Anh nhìn thấy không? Nhảy sao? Bám tường 2 block kìa. Rồi, sao không rớt? À. Đó là nhảy sao? Chỗ đó nhảy sao? Hết, anh đập không trúng. À đây đây, block nó nằm đây này, bên tay phải nè.
Đậu xanh, ủa vậy bạn này phản chiếu sai rồi. Ờ, phản chiếu sai rồi, xây sai rồi. Đậu. Tất cả là lỗi của nó. Tất cả là lỗi của bạn Lại Văn Sâm. Tất cả là lỗi của nó, lỗi của nó, còn gì nữa. Cái này xây map vớ vẩn thật. Thôi cái này mình phải đi cẩn thận rồi mày ơi, không đi nhanh được rồi. À, rơi xuống còn 10 máu. Đậu. Tất cả là lỗi của nó. Anh ơi hãy cứ đổ tội cho thằng chạy cho đứa xây map, tất cả là lỗi của nó. À, tất cả là lỗi của nó. Tổ sư. Má em đang qua trước anh Siro gần gần tới nơi đích rồi mà rớt. Rớt một cái em về lại đáy của xã hội mẹ luôn. Đậu xanh. Rất nhiều qua block này. Rồi qua. Tới block tàng hình nhảy khó chịu nha. Em đứng lên cái block đấy rồi. Ừ, block tàng hình nhảy luôn luôn khó chịu mà. Yeah, qua rồi. Về như nào? Bạn này, tôi biết bạn này xây bằng cái block tàng hình nào rồi, cái block tàng hình màu xanh á. Cái lock đó thì mọi người giữ ship thì nó sẽ không có bị giữ, không có kiểu đi chậm giống như bởi vì cái đó nó xuyên đạn. Ô em đi vòng 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 thì đéo này em qua được cửa này. Chỗ này nó chặn một cái mê cung tàng hình sao ấy. Mà mình cứ chạy bừa thôi, mình cứ bấm bừa các cái nút nó cắt qua thôi à. À, giờ này mình ra đây rồi. Nhưng mà bây giờ mình mà rớt là mình rớt lại bên Siro đấy. Siro ơi, con em chờ nè. Em sẽ ngồi bên này chờ anh. Anh đầu sông, em cuối sông, em cuối sông em chờ anh. Đây, cái nào cuối sông em chờ anh. Bây giờ chính thức tôi ghét những cái lốc tàng hình nha. Đây, như các bạn đã thấy là có mỗi bám tường là mình bị xịt sau anh Siro thôi, còn lại Siro luôn luôn ở sau mình. qua đây rồi, ok đi nào. Anh đầu sông, em cuối sông, à đây lên được game rồi. Rồi, ok, chúng ta nhảy tiếp thôi. Chúng ta bám tường tiếp. Ê, từ từ, đợi em tí. Anh nhảy, anh cứ đẩy đi em thế, chưa gì lại đã muốn ở nhau rồi. Đó, anh đâu có đẩy đi em đâu. Đừng có đẩy đi em nha, nhớ đó. Chưa được ứ đâu. Lúc khác ứ sau, đang quay video mà. Ừ, người ta thấy chết. Nha. Lúc khác đang chọn sao. Ơ, tao rớt thẳng xuống hố là vào mày ơi. Ơ lúc khác đang chọn ứ rồi sao. Ông bám tường, ông bám tường xịt hoài luôn các bạn. Mình bám tường còn chuẩn được nhiều lần hơn ông nè. Ôi, chỗ này bám tường mấy block đây, dăm 3, 3, 4 block, ok qua rồi. Sau khi bám tường liên tiếp 5, 6 lần thành công thì mình đã qua. Hiện tại thì Siro vùng nhãn vẫn đang có sự bảo vệ của vòng vòng tròn hồi sinh là mình hiểu là ông chết rồi. Wow. Rồi chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ đợi. À, đây là chỗ Spider này. Có chuyện cái là cái lúc đù. Ê, mày thấy gì không? Hả? Thấy gì? Chết. Rồi, trong lava. Còn may là mẹ vợ của anh là em đây, em vẫn còn đi theo được anh đến tất cả mọi Mafaku anh hiểu không? Rồi, từ từ, đợi, từ từ. Chỗ này dễ hơn, chỗ này dễ hơn, không sao, không cần căng cả. Siro cập nhật bản mới chơi với bé đây. Cập nhật bản mới. Ấy nó xây hai đường okay. Nhưng mà nó không ơi. Ờ rồi đúng rồi, hai đường mà. Nó cho câu hỏi về TV vào nhưng mà nó xây có đúng mấy chỗ kia toàn xây cho hai người, điều đó chứng tỏ là cho mỗi hai mình thôi anh ạ. Vì nó biết là TV không nhảy được. Là sao? Ý là nó xây trong map này có một câu hỏi về bà là bà thích giải mã các cua hiểu không? Nhưng mà nó xây cái map này hầu hết là nó xây toàn là hai hai tức là kiểu ý nó chỉ dành cho hai bọn tôi thôi nhưng mà nó hỏi về bà hiểu không? Chơi nhà. Nó là nước tôi. Tính nhân gian này ngay. Ờ, thì tại nó sẽ đèn ở đây mà. Thôi, đây nhảy bình thường đi, chỗ này nhảy 3 block lên nó bắt đầu nhảy nè. Vãi, chỗ đây nó xây thêm cái bậc thang chặn đầu, em nghĩ là nó đã biết là mình có thể nhảy chéo ở đó. Ê. Hả? Má. À ừ nhở. À ừ. Ơ, chỗ này nó liền nhau nè. Ơ, lỗi kỹ thuật, hợp lý. Hai thằng nhân gian bét của năm mẹ luôn rồi. Luôn ôi luôn ơi là ơi, luôn ơi, hai bạn té là đi từ đầu mày ơi. Các bạn có thể thấy. Từ mày đi trước đi mày. Không sai đi lại từ đầu mình vẫn có cái kỹ thuật ăn gian đấy mà. Hay quá xin rồi. Chào có lên không? Chào bù cho em mẹ. Bây giờ vào liên thông em sẽ bị lag hơn anh. Khổ em rồi. Ơ à. Em nhảy vô một cái đèn này. Ơ à, nhảy vô một cái đèn này có thể lên được luôn này. Cái của em nó đi chậm nhưng chắc em lỡ nhịp một cái là em chết thôi nhưng mà bù lại đi nó chắc lắm. Đó đây này. Em không lỡ nhịp là nó rất là chắc. Đó, thấy không chắc không? Tao té rồi. Ngon quá à. Má, hai anh em đang nhảy như chó mẹ. Qua rồi, ok. Mình đã qua được cái chỗ bám tường các bạn ơi, bây giờ chỉ còn Siro thôi. Cũng may là Siro là chủ phòng nên là Siro sẽ không bị đi đây bám tường hơn mình, mặc dù cái máy máy của ảnh lag bọn mình. Xây bọn mình thôi anh nghĩ là chắc anh đấy áp dụng skill của mày đó, áp dụng skill của anh cho nhanh nhỉ. Ừ, dùng cái của anh đi. Không là gì đâu, chẳng qua cái của anh em không dùng được ấy chứ. Tại vì nó hay bị mắc.
Đấy, này thì của anh. Mẹ cái vừa tiến vừa lên. Đù. Nãy giờ tầm nhìn tao chỉnh xa hèn chi nó lắc. Đậu má. Dạ vậy. Ok, mình đã lên đây các bạn ơi. Chỗ này trên này là có một cái chỗ tre nè. Bạn nào mà muốn tay map, bạn nào mà muốn mình quay video chung với Hùng Siro thì mấy bạn hãy suy nghĩ tới mình với, tại vì mấy bạn không cho mình chơi chung. Nên dạo này hai thằng nó gây, nó hẹn hò với nhau riết là. Ơi, rớt rồi, rớt rồi. Ơi, Hùng có mon rồi, Hùng có mon rồi. Mình đang muốn giúp đỡ để Hùng với lại Siro về lại con đường chính đạo. Hùng với Siro không có gì cả vì Siro đang gả một bé khác, còn nó cũng cũng có người yêu rồi. I'm very rất tiếc. Và hai thằng đều ấu dâm. Sao lại bóc phốt hai anh em mình thế anh? Mẹ khổ thật. Anh em mình là con người mẹ lương thiện. Liêm chính. Lương thiện ngoài cái ấu dâm. Cái đậu. Bét anh em bóc phốt lẫn nhau. Đây là tình đồng sở trí hay là mẹ tình bóc phốt đấy. Chị đôi, chưa bắn tường qua đấy hả? Chị chào được biết đi. Anh áp dụng skill anh rồi, chỉnh tầm nhìn vừa áp dụng skill anh nó dễ hơn rồi. Đấy, skill anh một lần qua mẹ skill của mày. Đấy là do anh thôi, skill của em chơi hai lần qua thôi. Mấy bạn ơi, mình ăn hủ tiếu nóng quá. Ok, chỗ này bắn tường khá là căng đấy khi mà phải nhảy qua các lốt tre này. Đây, ui, nó chặn đầu này. Nó xin làm gì đấy? Mát chưa đều à? Dạ yeah. Mẹ bên ăn gian thôi, em rớt mẹ em chưa đều thôi. Ồ, chỗ này mấy block đây, 3 block à? Ồ, khá đơn giản thôi, chỗ này ăn gian còn đơn giản hơn chỗ kia nữa. Ồ, gì đây? À, Win Map này, ui. Ôi, chiếc Siro đẹp lắm luôn này, bật tầm nhìn lên anh ơi. Ồ. Ồ, dạ. Ta có thể thấy đây là, có lẽ đây là chỗ Win Map, là những chỗ Win Map hơi nhạt, để chúng ta phải để sao sủng kiểu đấy nhằm ăn nhờ. Ồ, ôi, mày quá. Đéo chết, mày quá. Đậu xanh nhá anh. Wow, đây là okay, chỗ... Win Map rồi. Yeah. Cuối cùng chúng ta win được cái map đó là cơn ác mộng đen tối của bạn Trồ Đé Sở Tá ở Linh. Yeah, đúng chất đèn tối, đúng chất đèn tối luôn đó. Ok, thì nếu như mọi người thích cái video này của mình thì đừng quên để lại một like, một đăng ký và bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất về kênh của mình cũng như là kênh của anh Siro Official. Và đừng quên. Ok, vậy là video này đã kết thúc rồi, các bạn đừng quên để lại một like, một share, một comment cũng như một subscribe cho kênh YouTube của Siro Official. Siro tạ và Hùng Kira cũng như là Timmy nhé, để Timmy nó bút xem này không được buồn nhưng lắm. Thật sự và là... cũng đừng quên. Đừng quên ấn vào cái nút thông báo ở dưới cái bên cái nút đăng ký để nhận thông báo mới nhất của mình. Các bạn bấm vào cái chuông cho anh. Bấm vào cái chuông chứ. Em thề với anh luôn là kiểu chào của Siro này, biết Siro đang tàn tạ lắm cái mắt này rồi các bạn ạ. Thật sự Siro rất là tàn tạ vì chơi liên thông lag rồi các kiểu, ông nhảy ông hoài ông đâu, mình đợi ông mình cũng mệt và ông còn mệt hơn. Không phải là tàn tạ mà còn mà là má tao mới gọi kêu mày nó nhỏ tí được xong. À, ra vậy. Ok, xin chào lại mọi người trong các video tiếp theo và chúc mọi người tốt lành, xíu game, bye bye.